Xin chào báo truyền hình thanh niên, chúng mình là Libby. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Annie. Còn mình là Rosie. Mình là Liz, Nguyễn Thúy Linh. Mình là Yuri. Em cũng định nói, em tâm sự với bạn bè em rất là nhiều, là em nói thôi, chắc là không muốn làm nữa, chắc là thôi dừng ở đây kiếm những công việc khác, hoặc là ta cảm thấy mất phương hướng. Tự nhiên mình đang hoạt động như vậy, rồi bây giờ chỉ còn hai người thôi, lúc đó rất là không biết phải nói sao. Nhưng mà em không có trách mây và nấu ăn, tại vì em biết được cái hoàn cảnh của các bạn. Vì nấu ăn sức khỏe rất là yếu, cho nên là nấu ăn phải trở lại hàng để trị bệnh. Còn mây là mây muốn một cuộc sống bình thường, mây muốn chăm sóc cho gia đình của mình, thì tụi em vẫn đồng ý và chấp nhận. Liz nghĩ là về vấn đề ma mới ma cũ mà nó có xảy ra mà nó to lớn thì có nghĩa, thì ngày hôm nay Libby không thể nào mà ngồi đây cùng nhau mà làm một cái sản phẩm chỉnh chu, một cái buổi họp báo chỉnh chu như ngày hôm nay được. Nên là cái vấn đề đó thì vấn đề chỉ đơn giản là việc là không biết là ma mới như bọn em sẽ không biết là mình vào mình gặp mọi người mình nên cư xử như nào để nhanh chóng hòa nhập hơn. Đó, bọn mình chỉ có những cái suy nghĩ như vậy thôi. Tại vì tính mình hơi đàn ông á, mình cũng không để ý và không có chấp nhận những cái chuyện đó. Mình nghĩ là mình nên tập trung công việc nhiều hơn, cho nên là khi mọi người mà cùng chung cái chí hướng đó thì mình nghĩ là nên tập luyện và cùng nhau phát triển thì nó sẽ ok hơn. Nếu như có một cái vấn đề gì đó mà bản thân của, ví dụ như là bản thân Liz đi, bản thân Liz mà cảm thấy khó chịu về anh này đi, thì Liz hãy nói thẳng. Tại vì từ lúc mà bước vào á, là cả hai phía, cả Yuri nè, Annie nè, Liz nè, cả Mi nữa thì đã có những cái vấp ngã ở trước rồi. Khi mà mình họp lại với nhau thì mình phải gọi là sòng phẳng và mình phải nói thẳng với nhau thì chúng ta sẽ giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn hơn. Thay vào đó thì mình sẽ để những cái khoảng thời gian mà mình giận hờn đó mình tập luyện và mình cố gắng cùng nhau để mà nhóm mình có thể đi xa hơn. Và đó là những cái lời mà đầu tiên mà tụi em gặp nhau, tụi em cũng đã thống nhất với nhau rồi.